Trên thế giới, cứ 3 trẻ em thì có 1 trẻ bị nhiễm độc chì. Đáng chú ý, châu Á là khu vực có tỷ lệ nhiễm độc chì cao nhất thế giới. Ngay cả một lượng nhỏ chì cũng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng rất dễ bị nhiễm độc chì, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và tinh thần. Ở mức độ rất cao, ngộ độc chì còn có thể gây ra tử vong. Chì là một kim loại nặng, đến một kim loại rất là độc, hoàn toàn không có vai trò gì ở cơ quan bị hưởng. Đặc biệt là với trẻ em cũng có cơ có thai. Cái đáng sợ nhất, chúng ta xin lỗi, chúng ta phải công nhận, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ thành bãi rác của thế giới. Đó là triệu chứng rất là nặng nề. Chúng ta không nên đợi như thế, rất là khó. Đợi như thế là rất là quá muộn rồi. Lúc đấy là trẻ chắc chắn sẽ bị di chứng, tổn hại về não. Ảnh hưởng đến cả chiều cao, cả sức khỏe, cả thể lực của trẻ. Và hiện nay thì các mẹ thường có xu hướng là sẽ bổ sung canxi và kẽm cho trẻ. Thụ động để phòng tránh, điều đó không khả thi. Thực sự là hiệu quả rất kém, không có tác dụng. Là hiện nay thì có các sản phẩm nào hiệu quả và tốt ở trên thị trường giúp cho việc là hỗ trợ thải độc chì đúng không ạ? Liệu pháp phòng ngừa rất tốt cho phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Sản phẩm do một công ty dược phẩm hàng đầu của Việt Nam là công ty Domesco kết hợp với công ty Nguyễn Pharma sản xuất và phân phối. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, là sau lần chương trình VTC 16 đã phát sóng, trong thời gian qua có sự tham gia của các bác sĩ, có rất nhiều phụ huynh đã gọi điện tới tổng đài của chúng tôi quan tâm đến vấn đề là nhiễm chì đối với sự phát triển của trẻ. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai để giải đáp thêm những quan tâm của quý vị về những vấn đề sức khỏe liên quan tới nhiễm độc chì. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi ạ. Vâng, có lẽ là ai là cha là mẹ thì cũng muốn con mình là thông minh hơn, cao hơn, ngoan hơn, nghe lời cha mẹ, nghe lời thầy cô và đặc biệt là ít ốm đau hơn đúng không ạ? Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì không ít những vụ việc là trẻ em phải nhập viện cấp cứu do nhiễm độc chì. Và ở đây chúng ta có mặt bác sĩ và chuyên gia. Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ cho chúng tôi về cái mức độ nguy hiểm của nhiễm độc chì, đặc biệt là đối với trẻ em đúng không ạ? Thứ nhất chúng ta phải khẳng định là chì là một kim loại nặng đến một kim loại rất là độc, hoàn toàn không có vai trò gì có lợi cho cơ thể, bình thường không có vai giá trị trong sức khỏe của chúng ta, mà thực sự là khi đã tiếp xúc với chì và vào cơ thể nó chỉ có hại, chỉ có gây hại cho cơ thể. Và chì là một kim loại cũng giống như rất nhiều kim loại nặng độc hại khác, là bình thường nó ăn sâu chôn chặt tự nhiên ở trong lòng đất mà con người chúng ta khai thác sử dụng lấy ra để phục vụ cho mục đích của chúng ta, cuộc sống chúng ta. Chúng ta sử dụng nhiều nó quá, nó phát tán ra môi trường nó quá. Vào trong môi trường thì chì và các kim loại nặng khác bền vững, vĩnh viễn không bao giờ bị chuyển dạng, không thể chuyển dạng các cái hợp chất không độc được mà vẫn là cái chất độc nguyên dạng. Vào thâm nhập vào cơ thể sống, vào chuỗi thức ăn của chúng ta qua đường rất nhiều đường vào cơ thể và gây hại chúng ta. Và không quay trở lại lòng đất nữa. Mà chỉ càng ngày càng với nồng độ cao hơn trong môi trường, nhiều lên, nhiều hơn trong sản phẩm của các sản phẩm của chúng ta và gây hại chúng ta. Và cái gây hại đó là cái gì? Nó rất nhiều cơ quan cơ thể đều có thể bị gây hại. Ví dụ như là thần kinh thì có thể gây tổn thương não, gây teo não, gây nặng, có thể rối loạn ý thức, hôn mê, co giật, rồi thì gây chậm phát triển trí tuệ, rồi thì trên gây liệt. Rồi thì với tim mạch gây tăng huyết áp, gây máu, gây thiếu máu, tan máu, ức chế tụy xương vân vân, rồi về tiêu hóa, rồi sinh sản, rất nhiều cơ quan bị hưởng. Đặc biệt là với trẻ em, mà cái chúng ta lo ngại nhất là trẻ em và phụ nữ có kế hoạch còn muốn mang thai tiếp. Đấy là đối tượng đặc biệt. Phụ nữ có kế hoạch muốn có thai tiếp, có sinh con tiếp là chính là tương lai, chính là những cháu bé được sinh ra sắp tới. Và có thể bị nhiễm chì nếu mà mẹ có bị nhiễm độc chì. Vậy thì trẻ em và phụ nữ có kế hoạch có thai. Cái đáng sợ nhất đối với trẻ em đó là nó ảnh hưởng đến sự phát triển của trí tuệ. Tất cả cơ quan của trẻ đều có thể bị. Đáng sợ nhất kể cả với nồng độ mà chúng ta gọi là nồng độ an toàn hiện nay trên thế giới và Việt Nam chúng ta quy định. Tuy nhiên ở với nồng độ gọi là thấp, ở dưới ngưỡng mà chúng ta gọi là an toàn thì nó vẫn có hại với sự phát triển của trí tuệ. Nồng độ chì trong máu càng tăng
thì cái chỉ số EQ, cái độ thông minh của trẻ càng giảm, kể cả với ngưỡng cái nồng độ chì trong máu rất là thấp. Đấy. Tốt nhất là không có chì trong cơ thể của chúng ta. Chứ có càng nhiều hơn một chút thì càng có hại cho sức khỏe. Vâng, tôi thấy có một thực tế rằng là rất nhiều bà mẹ, rất nhiều vị phụ huynh luôn luôn băn khoăn rằng là con mình có bị nhiễm độc chì hay không. Và nếu mà nhiễm độc chì thì có thật sự là nguy hiểm đối với con của mình hay không? Đáng lo ngại và phải để ý đến như thế nào? Đặc biệt là với những phụ huynh đang sống tại các thành phố lớn hoặc là với những vị phụ huynh mà đang sống tại những làng nghề mà có nguy cơ bị ô nhiễm chì ạ? Cái mà chúng ta nghĩ tới và chúng ta chủ động mà chúng ta có thể phát hiện sớm các cái trẻ của chúng ta có nguy cơ bị nhiễm độc chì hay không thì chúng ta phải căn cứ vào cái nguồn tiếp xúc với chì, cái môi trường tiếp xúc với vật dụng, cái yếu tố mà các trẻ nhà ta của chúng ta tiếp xúc với. Có thể nói không những là thành thị đâu mà kể cả nông thôn, kể cả khắp nơi các trẻ em của chúng ta đều có thể có nguy cơ bị nhiễm độc chì hết. Tùy theo cái nguồn phơi nhiễm, quan trọng nhất là nguồn phơi nhiễm, chúng ta sẽ tính toán, người ta sẽ cho đi kiểm tra sẽ thấy ngay. Cái nguồn phơi nhiễm chì mà hay gây ngộ độc nhiều nhất ở Việt Nam chúng ta hiện nay có một số nguồn sau đây. Thứ nhất là trong cái có các hoạt động công nghiệp, các hoạt động khai khoáng các quặng chì, các quặng kim loại khác, rồi các cái nghề công nghiệp có sử dụng chì, rồi thì các cái môi trường gia đình, các hộ, các cộng đồng sống gần các khu vực đó, bên cạnh những công nhân đã bị rồi, thì còn các hộ gia đình sống xung quanh khu vực đó, kể cả trên thượng nguồn hay giữa thượng nguồn đều có thể bị. Đấy. Thế rồi thì những cái nguồn khác, ví dụ như là cái hiện nay Việt Nam chúng ta đáng chú ý, có thể nói chúng ta là nước đang phát triển, chúng ta xin lỗi, chúng ta phải công nhận, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ thành bãi rác của thế giới, bãi rác của các nước đang phát triển, của các nước phát triển. Có nghĩa là các nước phát triển họ sẽ chuyển rác có chứa chì từ họ, nước họ về cho chúng ta, là chúng ta tái chế để lấy chì và chúng ta lại xuất lại sản phẩm chì sang cho đất nước họ để họ sử dụng. Và vô hình chung chúng ta trong quá trình tái chế đó, chúng ta chế EQ, đặc biệt là kỳ các loại EQ và rất nhiều thứ hiện nay chúng ta cứ cho là eco, chứ green, năng lượng sạch và các thứ, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải dùng EQ. Và rất nhiều EQ trong xe điện, trong rất vật liệu chứa điện, tích lũy điện. Và chì đó là phần lớn là hiện nay sử dụng trong các cái hoạt động tích lũy điện như vậy. Và tái chế và chúng ta sẽ phá tán chì ra nguồn cho nóng, và bụi và rất nhiều thứ. Và rất nhiều bài học ở vùng Hưng Yên, rất nhiều các nơi trong các tỉnh thành khác nhau. Và chúng ta trở thành bãi rác của thế giới. Và thực chế đã và đang như vậy. Không chỉ của Việt Nam và một số nước đang phát triển xung quanh chúng ta nữa. Và các nước phát triển họ vẫn rất sạch. Và chúng ta nghiễm nhiên chúng ta trở thành nạn dân. Chúng ta thành cái nơi cho họ là gọi là xả thân vì họ. Rất là thật sự không công bằng. Như là bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ ở phần đầu, đó là khi mà nhiễm độc chì thì chắc chắn là sẽ có những cái tác động đến trí não, đến sự thông minh của trẻ. Bên cạnh đó thì còn có cả sự tác động đến chiều cao cũng như là sức khỏe thể lực của trẻ nữa. Bác sĩ cũng đã nói qua ở phần đầu chương trình rồi, tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được bác sĩ chia sẻ thật là phân tích rất là kỹ cho chúng tôi về vấn đề là cái sự tác động của nhiễm độc chì đối với trẻ bị nhiễm độc và trẻ không bị nhiễm độc thì có cái sự khác nhau về sức khỏe như thế nào? Có một điều đáng tiếc, đáng buồn là như này. Nếu mà chúng ta căn cứ vào các triệu chứng mà kể cả là một người bác sĩ, cứ cho là bác sĩ, kể cả bác sĩ chúng tôi chuyên ngành hồi sức cứu chống độc, khám một bệnh nhân trẻ, người lớn để xác định, căn cứ vào biểu hiện của người bệnh mà để kết luận của nhiễm độc chì, thì phải đợi cho tới khi bệnh nhân nhiễm độc rất rõ, rất là nặng, có nghĩa là phải thiếu máu, có phải vàng mắt, nào là thiếu máu rất rõ, rồi thì bệnh nhân có biểu hiện rối loạn ý thức, co giật vân vân, rồi chụp lên xương có biểu hiện nó lắng động ở xương, rồi thì tức cái triệu chứng rất là nặng nề, chúng ta không nên đợi như thế, rất là khó, đợi như thế là rất là quá muộn rồi, và chắc chắn sẽ các trẻ nếu đợi như thế sẽ có chịu để chúng ta thấy là phân biệt giữa ngộ độc hay ngộ độc thì rất là khó, thì dẫn tới là lúc đấy là trẻ chắc chắn sẽ bị di chứng tổn hại với não và chậm phát triển trí tuệ. Tuy nhiên cái quan trọng nhất là khi chúng ta nghi ngờ, cái nguồn quan trọng rất quan trọng, cả phụ huynh chúng ta, các bà con hãy nhớ là cái nguồn phơi nhiễm chỉ rất quan trọng để chúng ta xác định nghi ngờ cho trẻ đi kiểm tra có bị nhiễm chì hay không. Đó là những nguồn từ công nghiệp khai khoáng, từ tái chế EQ, từ các cái thuốc y học cổ truyền nghi ngờ dạng bột hoặc dạng viên
Thế rồi thì những cái vật dụng, cái sơn hoặc nhựa, đồ chơi có chứa chì, rồi các nguồn chì khác, chúng ta nếu có nghi ngờ, chúng ta hãy cho trẻ đi kiểm tra rất đơn giản bằng xét nghiệm nồng độ chì trong máu để cứ là khẳng định ngay cháu có bị hay không, rất quan trọng, là rất dễ, một cách chắc chắn luôn, chứ còn đợi bác sĩ xác định triệu chứng gì sẽ quá muộn. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ ban đầu của bác sĩ Trung Nguyên. Thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn về cơ chế tác hại cũng như là nguy cơ nhiễm chì hiện nay, ngay bây giờ xin mời bác sĩ chuyên gia cũng như là quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi theo dõi một tổng hợp ngắn ngay sau đây. Theo thông tin chính thức của Quỹ Nhi đồng Quốc tế ngày 3 tháng 8 năm 2020, thì nhiễm độc chì đang ảnh hưởng đến trẻ em ở quy mô lớn và chưa từng được biết đến. Báo cáo cho biết khoảng 800 triệu trẻ em trên toàn thế giới có mức chì trong máu bằng hoặc trên 5 microgram trên 1 deciliter. Đây là mức độ cần phải có các hành động can thiệp. Gần một nửa số trẻ em này sống ở Nam Á. Một báo cáo mới đây chỉ ra rằng chì là một chất độc thần kinh mạnh gây tác hại không thể khắc phục đối với não của trẻ em. Chì đặc biệt tàn phá đối với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi, vì chì gây tổn hại cho bộ não của trẻ trước khi trẻ có cơ hội phát triển đầy đủ, khiến trẻ bị suy giảm hệ thần kinh, nhận thức và thể chất suốt đời. Thậm chí, phơi nhiễm chì ở trẻ em phải gánh chịu các hậu quả nghiêm trọng như tăng nguy cơ tổn thương thận và các bệnh tim mạch trong cuộc sống tương lai. Mà đối với Tổ chức Y tế Thế giới thì đã khuyến cáo là đối với trẻ em, bất kỳ một cái gọi là dư lượng từ thực phẩm hay là từ là không khí hoặc cái gì mà nhiễm độc những cái chất đó vào người cơ thể trẻ đều là không tốt cả, không có ngưỡng nào được là ngưỡng an toàn. Tất cả mọi người sẽ đều chịu ảnh hưởng của việc nhiễm chì, nhưng trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất. Trẻ em sẽ hấp thụ khoảng 40 đến 50% lượng chì theo đường tiêu hóa vào cơ thể. Trong khi đó, người lớn chỉ hấp thụ khoảng từ 3 đến 10%. Đối với người lớn, 94% lượng chì hấp thụ được lắng đọng trong xương và răng. Tuy nhiên, đối với trẻ em, chỉ khoảng 70%. Trẻ em nhiễm chì có thể phải hứng chịu các thiệt hại ở hệ thống thần kinh trung ương, ngoại vi, khuyết tật, chậm lớn, suy giảm thính giác và chức năng tế bào huyết học. Trẻ lớn lên có thể gặp các vấn đề về hành vi học tập, IQ thấp, hiếu động. Thì cơ chế mà gây ô nhiễm đối với lại cả ngộ độc đối với con người thì nó đi qua, như ví dụ như chì đi qua cả đường không khí, đi qua cả đường nước uống và đi qua đặc biệt là cả đường tiếp xúc trực tiếp tại chân. Thế thì khi mà chì vào cơ thể thì nó được tích lũy trong cơ thể, nó tích lũy trong cơ thể và nó cũng có đào thải. Nhưng mà nếu như anh tiếp xúc thường xuyên với môi trường thì nó tích lũy lại trong cơ thể, nó tích lũy lại trong xương, trong não, trong các cái nhu mô như gan, như thận. Đấy. Thế và cái đối tượng mà bị tác động mạnh nhất ấy lại là phụ nữ có thai và trẻ em. Ở các nước phát triển, ngộ độc chì ở trẻ em thường hấp thụ nhiều hơn từ 4 đến 5 lần lượng chì so với người lớn từ cùng một nguồn phát thải. Ở nước ta hiện nay, ngộ độc chì, nhiễm độc kim loại nặng vẫn đang xảy ra do người dân chưa ý thức được đúng các biện pháp bảo vệ bản thân và con em mình bởi các tác nhân bên ngoài từ môi trường sống và chế độ ăn uống hàng ngày. Như vậy có thể thấy, tác hại của chì đến từ việc nó không đóng bất cứ vai trò sinh lý nào đối với cơ thể. Chì thay thế vị trí của các nguyên tố kim loại vi lượng trong cơ thể, làm đình trệ nhiều phản ứng sinh hóa, từ đó gây ra rất nhiều tác hại, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Bởi vậy chúng ta cần rất cảnh giác với các nguồn có thể phơi nhiễm chì cho cơ thể, từ sơn, mỹ phẩm, đồ điện tử cho đến nước uống. Trong trường hợp nghi ngờ nhiễm chì, cần kiểm tra tình hình sức khỏe, xét nghiệm máu để xác định nồng độ chì ở trong máu nhằm có biện pháp xử trí kịp thời, phù hợp. Thưa bác sĩ, chúng ta cũng vừa mới nói đến việc nhiễm độc chì ảnh hưởng đến não bộ, trí thông minh, ảnh hưởng đến cả chiều cao, cả sức khỏe, cả thể lực của trẻ. Và hiện nay thì các mẹ thường có xu hướng là sẽ bổ sung canxi và kẽm cho trẻ. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là chỉ chiếm chỗ của canxi mà đuổi canxi cũng như là kẽm đi thì cái việc mà bổ sung canxi hay là kẽm thì sẽ trở nên là kém hiệu quả nếu như mà trẻ cũng đã có những cái sự tác động của việc nhiễm độc chì rồi. Và bác sĩ nghĩ sao về cái ý kiến này ạ?
Cái vấn đề mà các phụ huynh, các bảo quản chúng ta cho các trẻ hay cho bất kể ai đó sử dụng một số cái kim loại, ví dụ như là kẽm hay là canxi, thực ra người ta có tác dụng để làm hạn chế hấp thu các kim loại khác, nó cạnh tranh ở ruột để vào trong cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cái quan trọng chúng ta phải xác định như này: chúng ta không thể làm cái động tác để hạn chế tiếp xúc nhiễm độc nếu chúng ta cứ sống ở trong cái môi trường có chứa chất độc như vậy. Chúng ta cứ sống xuống hàng ngày chúng ta tiếp xúc với chỉ với nồng độ cao vượt ngưỡng nguy hiểm, cứ ở xong trong môi trường đất ô nhiễm nước, môi trường đồ chơi, môi trường thuốc y học cổ truyền vẫn không an toàn, chúng ta cứ sống như vậy, chúng ta uống một cái gì, làm cái gì đó để thụ động, để phòng tránh, điều đó không khả thi, thực sự là hiệu quả rất kém, không có tác dụng, và thậm chí nó nguy hiểm hơn, bởi vì chúng ta tự tin là chúng ta uống như vậy sẽ làm như vậy sẽ an toàn hơn, nhưng bản chất là cái quan trọng nhất là môi trường. Môi trường nó cứ chữ chỉ nồng độ cao như thế, các cái vật dụng, các cái yếu tố thuốc y học cổ truyền không an toàn, và rất nhiều thứ không an toàn như thế, để chúng ta phải loại bỏ nó, phải ngừng, không tiếp xúc với nó nữa. Đây là khuyến cáo điều trị đầu tiên, kể cả với những trường mà chỉ trong môi trường có nồng độ cao như chưa nhiễm độc, hoặc khi nhiễm độc rồi thì người ta vẫn, quan trọng nhất là vẫn phải loại bỏ nguồn tiếp xúc, là quan trọng nguyên tắc đầu tiên, bất luận là nó là cái gì, loại bỏ nguồn tiếp xúc, loại bỏ cái môi trường có nồng độ trị cao cao như thế, sau đó anh mới làm các việc khác, pháp khác. Chứ nếu mà cứ nồng độ cao như thế, chúng ta cứ uống gì thì uống cũng không có tác dụng, kể cả uống thuốc giải độc cũng thực sự là phản khoa học. Đấy. Bởi vì môi trường nó vẫn cao, nó vẫn còng vào người tiếp cơ mà. Đấy, và những biện pháp này tác dụng rất là hạn chế. Vậy thì theo bác sĩ thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp gì để mà tránh tác động của nhiễm độc chì đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe của các em nhỏ? Chúng ta cần tăng cường quản lý thật chặt những cái sơn, sản phẩm sơn chì. Mặc dù hiện nay có vẻ cái sơn chì nó đang ít bớt đi, tuy nhiên chắc chắn vẫn còn rất nhiều sản phẩm sơn chì trên thị trường. Và nếu như vậy chúng ta, cá nhân các hộ gia đình chúng ta mang sơn về nhà, sơn nhà là một đà đành. Rồi rất nhiều chung cư, các tòa nhà cao tầng xây lên mà thế cứ theo tiêu chí ngon bổ rẻ như thế này, giảm giá thành như vậy, và chúng ta không kiểm soát, chúng ta sử dụng phải cái sơn có chứa chì nó rẻ tiền. Đấy. Và một vài năm, chục năm, hai chục năm sau cái chì sơn nó bong tróc ra. Đó. Tất cả cư dân trong các tòa nhà như vậy, đấy, nó sẽ hít, người ta sẽ hít phải bụi sơn chì, và chúng ta sẽ lặp lại cái thực trạng, cái căn bệnh và nhiễm độc chì do sơn chì ở các nước phát triển, đặc biệt ở Mỹ những năm 70, những năm 60, 70, 80 thế kỷ trước. Họ là thảm họa, có thể nói là thảm họa về mặt môi trường ở họ, và họ đang quản lý rất chặt cái này rồi. Và chúng ta nếu không quản lý tốt sơn chì thì chúng ta sẽ lặp lại, sắp tới chúng ta sẽ lặp lại cái thảm họa đấy. Thế rồi thì rất nhiều cái vấn đề đồ chơi nữa, thì hiện nay chúng ta vẫn chưa kiểm soát thực sự là đồ chơi, là do các vật liệu nhựa có chứa chì đã sử dụng trong nhựa rất nhiều hiện nay, bởi vì rẻ, thế rồi thì dễ kiếm. Và hiện nay nếu chúng ta không kiểm soát thì thực sự rất nhiều, không phải chỉ đồ chơi, vật dụng cho trẻ em, vật dụng gia đình, rất nhiều các nơi khác nữa, thì là cái nguồn để chì rất nhiều. Vậy còn sự can thiệp của y học thì sao ạ? Thực sự y học thì là cái việc này thì y tế một lần nữa cũng lại chỉ là một nơi để giải quyết hậu quả, thụ động đón nhận các cái nạn nhân, các bệnh nhân bị nhiễm độc chì. Nếu về mặt y tế có chăng, đó là vai trò của Bộ Y tế trong việc loại bỏ các vị thuốc y học cổ truyền là các khoáng vật có chứa chì, arsen, thủy ngân ra khỏi danh mục cấm không đưa sử dụng nữa, mà chắc chắn phải làm. Để việc chúng ta sẽ phải làm quyết liệt. Đấy là vai trò của ngành y tế chúng ta. Thế còn các cái ngành khác thì thực sự là y tế thì tiếp nhận mình một cách thụ động, phải trông chờ vào nỗ lực của các con khác nữa và người dân nữa. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị, như vậy có thể nói là việc giảm nhiễm độc chì rất quan trọng đối với trẻ. Nếu mà cha mẹ muốn con mình phát triển chiều cao tốt, thông minh hơn, học giỏi hơn, nghe lời cha mẹ thầy cô, ít ốm đau hơn, thì đây sẽ là những thông tin bổ ích mà bất kỳ một vị phụ huynh nào cũng phải quan tâm. Một lần nữa xin được cảm ơn về những thông tin, những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nghiên đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi ạ. Qua cuộc nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên thì chúng tôi thấy rằng là vấn đề nhiễm độc chì là vô cùng quan trọng. Trước thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều phụ huynh cũng như tôi nghĩ là con phát triển tốt, không bị còi cọc hay là chỉ số thông minh cao, ít ốm đau thì chỉ cần bổ sung các chất thôi là có thể nói là đủ rồi. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy rằng là việc thải độc chì cũng vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay chuyên gia thải độc của Ukraine Yulia Luta đến trường quay. Cảm ơn bà đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa bà có thể
cho chúng tôi được biết rằng là hiện nay thì có các sản phẩm nào hiệu quả và tốt ở trên thị trường giúp cho việc là hỗ trợ thải độc chì đúng không ạ? Trước đây thì đây là vấn đề cực kỳ nan giải, vì thường khi nhiễm chì, người ta phải dùng đến các loại thuốc biệt dược rất độc hại, nên khi ngưỡng chì không cao quá, nguy hiểm quá thì thường bỏ qua, vì việc đào thải chì nhiều khi còn gây hại hơn cho trẻ. Nhưng gần đây đã có giải pháp là dùng sản phẩm Pectin Complex an toàn tuyệt đối, được sử dụng như liệu pháp phòng ngừa rất tốt cho phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Sản phẩm do một công ty dược phẩm hàng đầu của Việt Nam là công ty Domesco kết hợp với công ty Wit Pharma sản xuất và phân phối. Sản phẩm được Bộ Y tế công nhận có tác dụng hỗ trợ đào thải chì, thủy ngân và một số kim loại nặng. Khuyến cáo sử dụng cho người sống và làm việc trong môi trường độc hại, sử dụng thực phẩm, nước uống không an toàn. Xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của bà Julia, và chúng tôi tin chắc rằng là tôi cũng như là rất là nhiều vị phụ huynh sẽ cảm thấy rằng là đây là một sản phẩm mà phải tham khảo ngay, sử dụng ngay để mà tránh cái việc là tác động của chì tới sức khỏe của con cái mình. Bởi lẽ là ai cũng muốn là con mình thật là thông minh, ngoan ngoãn, phát triển chiều cao tốt và thậm chí là phát triển trí não cũng rất là tốt nữa. Và ngay bây giờ để hiểu là sản phẩm có những tác động như thế nào, có những hiệu quả như thế nào đối với sức khỏe của các bé, thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi phần tư vấn của chuyên gia. Tại Ukraine, Pectin được sử dụng trong điều trị và dự phòng cho nạn nhân của vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl năm 1986. Pectin được Bộ Y tế Ukraine chính thức khuyến cáo sử dụng theo quyết định 887 ngày 30 tháng 11 năm 2009 cho cư dân các thành phố bị ô nhiễm, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ có thai, với mục đích loại bỏ kim loại nặng, hạt nhân phóng xạ và các chất ô nhiễm khác ra khỏi cơ thể. Tại Việt Nam, Pectin Complex đã được áp dụng để thải độc chì cho trẻ em trong chương trình cấp quốc gia, nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em Việt Nam và hiệu quả một số giải pháp can thiệp do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thực hiện. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, cần sử dụng một lọ một tháng, hai lần một năm. Do bảo trẻ em uống thuốc là việc khó khăn nên mình có thể nghiền nhỏ trộn với thức ăn của trẻ. Vì nó bản chất đây cũng là thực phẩm thôi, không có vị đắng hay gì cho thức ăn. Và như vậy có thể nói, với chi phí hoàn toàn nhỏ là có thể giải quyết tốt vấn đề này. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi mang đến cho quý vị những thông tin thật là hữu ích trong việc là bảo vệ cũng như là tăng cường sức khỏe cho bé của mình và hiểu được là làm sao chúng ta cần phải thải độc chì, hạt thải độc chì có hiệu quả như thế nào đối với sức khỏe của mỗi bé. Và đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.